Trong giai đoạn này thì chúng ta đầu tư bất động sản theo những cái tiêu chí như nào? Nhất là chúng ta cần phải xác định chúng ta đã bước vào một cái chu kỳ mới, một cái giai đoạn mới của bất động sản. Khi mà tất cả những cái giá bất động sản từ vùng ven đến vùng trung tâm đến những bất động sản chỉ để tăng giá cũng đã tăng hết rồi. Thế như vậy chúng ta cần phải xác định là trong chu kỳ mới thì dựa vào chu kỳ mới, trong giai đoạn mới thì chúng ta phải xác định những cái vùng đất đấy nó còn có cái lý do gì, có cái động lực gì để tăng giá tiếp hay không. Cái thứ hai nữa là gì? Là trước đây chúng ta hay đầu tư đất trong 2-3 năm trước thôi, chúng ta hay đầu tư bất động sản dựa vào những cái yếu tố ví dụ như quy hoạch hay là các cái dự án. Thì hiện nay những yếu tố đấy, những cái quy hoạch đấy, những cái dự án đấy đều là rất là rõ ràng, thông tin nó rất là rõ ràng và được làm sóng, được các đội đầu cơ đầu tư làm sóng làm giá tăng lên rồi. Thì chúng ta phải tìm hiểu xem cái khu vực đấy, cái vị trí đấy tiếp tục họ có thực sự triển khai những cái cơ sở, những cái hạ tầng như vậy không. Và chỉ khi nào khi trực tiếp các cái hạ tầng, các cái cơ sở, các cái dự án đã triển khai thì cái giá bất động sản đấy mới có thể tiếp tăng tiếp được nữa, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ ba là bắt buộc trong cái giai đoạn mới này chúng ta phải hạ cái mức đầu, hạ cái mức kỳ vọng chúng ta xuống. Trước đây chúng ta có thể đầu tư với mục tiêu là 20-30, thậm chí là x2-x3 trong vòng vài năm. Nhưng mà thời điểm tới thì rõ ràng là gì, là chúng ta cần phải hạ cái mức kỳ vọng của chúng ta xuống với mức thấp hơn và cái thời gian đầu tư nó dài hơn, đúng không ạ? Thế đấy là cái rất là quan trọng. Một cái nữa đó là gì, là bất động sản của cái thứ tư, đó là bất động sản có hai cái yếu tố, đó là bất động sản có hai cái giá trị là giá trị tăng giá và giá trị sử dụng. Thì lúc này chúng ta ưu tiên vào cái việc mà giá trị sử dụng hơn. Tức là gì, là những cái bất động sản mà có giá trị sử dụng ngay, hay nói cái khác là chúng ta phải nhìn thấy người dùng cuối ngay. Thế có thể là gì, là ưu tiên những cái nhà với những người nhiều tiền thì sẽ ưu tiên những cái nhà mặt phố, đúng không ạ? Ưu tiên những cái nhà trong các dự án thì ít nhất là nó cũng có giá trị sử dụng được ngay, hoặc là cho thuê được ngay, hoặc là có người ở quê, hoặc là mua đất ở quê hay mua đất ở khu đó thì chúng ta phải sử dụng ngay. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý, đúng không ạ? Cái thứ năm đó là gì, đó là chúng ta rõ ràng là cái bất động sản sau khi mà đã tăng quá là cao rồi thì chúng ta đầu tư lúc này thì rõ ràng là cái thời gian chúng ta đầu tư dài hơn và tránh cái việc mà vay mượn trong thời điểm này. Hoặc nếu các anh chị mà không đầu tư theo được bốn yếu tố trên thì chúng ta hãy giữ tiền và quan sát thêm, thì ít nhất là thị trường bất động sản nó cũng đi ngang hoặc là sideways trong một thời gian tới, khi mà tất cả mọi thứ nó rõ ràng hơn, khi mà chính sách này, từ chính sách từ cho gọi là chính sách vĩ mô, sau đó đến luật lệ, rồi sau đó đến việc mà các cái gói đầu tư thực tế được triển khai, đúng không ạ? Lúc này thì rất đặc biệt là lưu ý, anh chị rất hết sức lưu ý lúc này là hạn chế việc đầu tư theo kiểu thông tin, theo kiểu quy hoạch, vì tất cả thông tin đấy, những thông quy hoạch đấy đều là rõ ràng và đã cái mức giá đã tăng mức giá mới rồi. Thế là chúng ta phải yêu cầu đó là gì, là phải đầu tư theo kiểu là gì, là nó phải thực tế triển khai ngay được thì hãy đầu tư.